Xin mời mở quyển kinh ra Khoa hội trang 41 Hàng thứ 8 Hôm qua giảng đến Chỉ tức tịch tỉnh thanh Hôm nay chúng ta tiếp tục xem tiếp câu dưới đây Vô sanh, vô diệt thanh Thập lực vô ý thanh ở trong mỗi một câu nội dung hàm chứa là vô cùng sâu rộng chỉ tức tịch tỉnh đều là đức năng của tự tánh là cương lĩnh tu học của pháp đại thừa cái đạo lý này không thể nào không hiểu được sau khi đã hiểu rõ lý rồi thì chúng ta mới thích thú mà tu học không còn giải đãi trong cảnh giới phàm phu hiện tiền ở trước mắt chúng ta những lời của ấn quan đại sư dạy bảo chúng ta vô cùng khế cơ và cũng thích hợp cho việc tu học hiện nay của chúng ta Ngài đã dạy cho chúng ta Đôn luân tận phận Nhân tà tồn thành Hai câu nói này Có thể nói là Thích hợp cho chín ngàn năm Thời mạt Pháp của Thế Tôn Nhất định không thể làm ngược lại Luân Là luân thường đại đạo Nhà gia nói Phật Pháp cũng nói So với nho gia thì phạm vi của Phật Pháp nói rộng hơn Nghĩa lý sâu hơn Nho gia chỉ nói đến đạo làm người Phật Pháp không những nói đến chính Pháp giới Mà còn nói đến nhất chân Pháp giới Nói tóm lại Thế suốt thế gian Pháp chính là lương thường đại đạo chính là định luật nhân quả cái gì gọi là luân cái gì gọi là thường nếu như đối với danh từ thuật ngữ này mà không có sự nhận thức chính xác đương nhiên là không thể thực tiễn trong cuộc sống luân nói một cách cụ thể ngũ luân mà cậu thánh tiên hiền đã nói ngũ luân là vợ chồng cha con anh em vua tôi bạn bè đây là đạo tự nhiên không bao giờ nói đến học thuyết của một cá nhân nào lý tưởng của bất kỳ cá nhân nào không phải như vậy mà là quy luật của tự nhiên Quy luật của đại tự nhiên Con người có Xuất sanh cũng có Ngạ quỷ cũng có Hướng lên trên cõi trời Thì không cần phải nói Điều này Bình thường chúng tôi khi ở trong giảng đường Thường hay nói Mối quan hệ giữa người với người Nếu chúng ta muốn trong một đời này Đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Sự việc quan trọng thứ nhất Là quan hệ giữa người với người Phải xử sự cho tốt Nhân họa sẽ không còn Nhân hòa từ đâu mà có Hiện nay luân lý đạo đức không có người dạy Không những Không có người dạy Mà người giảng cũng không có Luân thường đạo đức Trong xã hội này hiện nay Đã hoàn toàn sụp đổ Hầu như là Đã bị diệt vong rồi Luân lý đạo đức sau khi bị diệt rồi Người xưa đã nói với chúng ta Thiên hạ đại loạn Thiên tai nhân họa Người dân sẽ chịu cực khổ vô cùng Chỉ đến khi nào mà mới thoát khỏi được sự khổ nạn này Đến khi nào Luân thường đạo đức của con người Được hồi phục trở lại Bạn sẽ thoát Nói tóm lại là Nếu bạn không phục hồi được Thì bạn khổ mãi mãi Tại vì sao vậy? Vì xã hội không có trật tự Bạn nói thử trong một gia đình Cha không ra cha Con không ra con Anh chị em người thân quyến thuộc chung sống với nhau mà giống như là kẻ thù vậy thì cái gia đình này có hạnh phúc hay không sự giáo học căn bản nhất của phật pháp chúng ta tu tịnh độ ở trong Quán vô lượng thọ kinh Thế Tôn đã nói với chúng ta Tịnh nghiệp tam phước Là căn bản của người tu tịnh độ Nền tảng của nền tảng Điều thứ nhất Trong ba điều là dạy chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Hai câu này các vị nghĩ xem thế thì không phải là nho gia đã nói là hiếu để sao hiếu dưỡng phụ mẫu là hiếu phụng sự sư trưởng là để cho nên đạo của thánh nhân chỉ là hiếu đạo là sư đạo mà thôi hiếu đạo cùng sư đạo giúp nhau cùng hoàn hảo hiếu thân tôn sư xã hội mới được an định thì mọi người mới có thể sống hòa thuận với nhau nhân họa mới có thể bị tiêu diệt như vậy vẫn còn thiên tai thiên tai từ đâu mà ra là con người đối xử không tốt với hoàn cảnh tự nhiên vậy thì có thiên tai chúng ta đối xử không tốt với tất cả động vật trên quả địa cầu này đối xử không tốt với thực vật đối xử không tốt với khoáng vật phá hoại sự cân bằng sinh thái của địa cầu Phá hoại môi trường tự nhiên Thế là dẫn đến tai nạn nước Tai nạn gió Động đất liền dẫn đến những tai nạn này Ngày nay chúng ta gọi là thiên tai Trên thực tế không phải là thiên nhiên gây tai nạn Đều là do con người gây ra Không biết sống chung với môi trường tự nhiên Điều thứ ba là Thiên địa quỷ thần Thiên địa quỷ thần thật sự là có Không phải là giả Buổi trưa hôm nay tôi đến học hội Đồng tu từ Đại Lục đến Có mang theo Một đĩa hình Ở trong một pháp hội Dạng Phật ở Đông Bắc có vài người được nói là có chúng sanh theo quấy nhiễu chúng sanh nào vậy là oán thân trái chủ dựa vào thân hôm nay chúng tôi xem hai đoạn nhỏ đoạn thứ nhất là chó nhập vào thân chú chó này bị người ta giết nhập vào thân của người đó để đòi mạng bộ dạng người bị nhập giống như bộ dạng của con chó vậy tiếng kêu của ông ta giống như tiếng chó sủa vậy cái này hoàn toàn không phải là diễn kịch là sự thật cái đoạn phim còn lại là nói một nữ cư sĩ đại khái là thích ăn nhộng của con tầm ăn rất là nhiều số lượng nhọng tầm này nhiều quá sức tưởng tượng đều nhập vào thân cô nhìn bộ dạng của cô cái đầu chuyển động rất giống cái đầu của con tầm mọi người niệm thần chú niệm phật để giúp đỡ cô tôi nhìn thấy cô chẳng có cảm xúc gì nhìn thấy cái bộ dạng thật là đáng thương các đồng tu nói với tôi có tổng cộng mười mấy người đều là gặp phải các trường hợp như vậy nhưng mà trước đó mọi người đã quên ghi hình chỉ tu hình có bốn người lúc sau này đây là hiện thân thuyết pháp chúng ta sống không tốt đối với thiên địa quỷ thần nếu như có nhiều tai họa như vậy Giống như những trường hợp này Trong cuộc đời này của tôi Chính bản thân tôi đã gặp Mười mấy lần Một chút cũng chẳng có giả Cho nên thánh hiện dị cho chúng ta Cũng chẳng có khác Sự việc lớn đầu tiên Chính là Phật vì một đại sự nhân duyên Mà thể hiện ở thế gian Việc lớn là gì vậy? đem chân tướng của vũ trụ Mà nói cho chúng ta một cách rõ ràng, minh bạch Trong Kinh Bát Nhã nói là thật tướng của các Pháp Chân tướng của tất cả Pháp là cái gì? Nói rất rõ ràng, minh bạch Nếu như bạn thật sự thông đạt hiểu rõ rồi Đó gọi là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật điều kế tiếp là nói chân tướng của sự thật thật sự có thể ngộ nhập đây là người thượng thượng căn không phải là người thông thường đối với người trung hạ căn đó chính là vậy ta làm người như thế nào mối quan hệ giữa mọi người phải đối xử tốt đối xử tốt với hoàn cảnh tự nhiên có mối quan hệ tốt với thiên địa quỷ thần thì trong cuộc đời của chúng ta nhất định là rất hạnh phúc rất bỉ mãn ở chỗ này thế tôn đã nêu ra mấy thí dụ Có thể giải thích Sâu hai cạn Giải thích Rộng hay hẹp Có thể thích ứng Với tất cả căn cơ không đồng nhau Người thượng căn Có cách nói của người thượng căn Người trung căn Thì có cách nói của người trung căn Người hạ căn Có cách học tập của người hạ căn Không có hạng người nào mà không được lợi ích Đối với người hạ hạ căng Thì giảng đoạn ác tu thiện Người trung căng trở lên Có một chút trí huệ Nhất định phải hiểu được Hiếu thân tôn sư Hiếu thân tôn sư là điều căn bản của đại đạo hiếu đạo sư đạo làm được viên mãn rồi đó là phật quả cứu cánh cho dù là bồ tát đẳng giác vẫn chưa làm được viên mãn Hiếu Là nói đến thuận Hiếu thì phải thuận Nói đến chỗ cứu cánh Chính là Bạn đã hiểu được Tánh đức của hiếu thuận Khởi tâm động niệm Tất cả hành vi Không trái giới tánh đức Đây là đại hiếu của chư phật bồ tát tôn sư trọng đạo là để ý nghĩa của để là phải tùy thuận theo sự dạy bảo của lão sư mở rộng cái ý nghĩa này là tùy thuận theo sự dạy bảo của bậc trưởng bối tùy thuận theo sự dạy bảo của hiền nhân dùng là hiện nay mà nói là tôn trọng lão sư tôn trọng sự giáo huấn của người khác đối với chúng ta đây là sự tu hành của chúng ta lấy người thế gian mà nói mục đích tu hành của họ chẳng qua là cầu phước báo người mà thôi điều mà người thông thường ở thế gian này mong cầu bạn có thể đạt được thật sự là phật thị môn trung hữu cầu tất ứng rời thượng căn thì không cầu phước báo trời người họ biết được phước báo trời người là chưa cứu cánh họ mong cầu quả báo cứu cánh quả báo cứu cánh là không sanh không diệt trong phật pháp gọi là đại bác niết bàn việc này trong kinh điển thường nói là vĩnh viễn thoát ly luân hồi không còn sanh tử ra khỏi ba cõi việc này người thường căn họ đã cầu có thể cầu được không chỉ cần bạn có niềm tin thì không có chuyện cầu không được phật ở trong nhà có cầu thì có ứng nhưng mà cầu phải có cách có phương pháp như lý như pháp thì cảm ứng không thể nghĩ bàn thông thường điều chúng ta đã cầu nhưng cầu không được không có cảm ứng không có cảm ứng là bởi vì bản thân có nghiệp chướng nên đã cản trở sự cảm ứng lúc này bạn nên hết lòng mà phản tỉnh mà kiểm điểm tự mình phải tìm ra được nghiệp chướng mà tiêu trừ nghiệp chướng Thì cảm ứng liền xuất hiện Cái phương pháp này Là hơn 50 năm trước Chương gia đại sư đã dạy cho tôi Tôi đã áp dụng 52 năm rồi Thật sự là có cảm ứng không phải là tôi tùy tiện giới thiệu cho mọi người Đây là thực nghiệm của tôi Trong suốt năm mươi mấy năm Thật sự là có hiệu quả Thật sự là có cầu Thì có cảm ứng Cho nên phải hiểu lý Lý nhất định là phải tùy thuận tánh đức Hay nói cách khác Điều của bạn cầu phải là thiện pháp Nếu như bạn cầu sát đạo dâm vọng phật bồ tát sẽ không gia hộ cho bạn phật bồ tát sẽ không gia trì cho bạn điều mà bạn cầu là lợi ích cho chúng sanh lợi ích cho xã hội không vì bản thân mình thì sự cảm ứng có hiệu quả vô cùng nếu mà cầu như vậy có những lúc cũng không đạt được kết quả tốt lắm. Vì là có nguyên nhân của nó. Xác thực là bản thân chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi, dùng cái tâm này mà cầu mà vẫn không có cảm ứng. Chúng sanh có nghiệp chướng. Như vậy thì hết cách rồi. Thế nhưng tam học Giới định huệ Của bản thân chắc chắn là tăng trưởng Sẽ tăng lên cao Giống như việc hoàn pháp lợi sanh Cái công việc này sẽ có chướng ngại Sự chướng ngại này là Nghiệp báo của chúng sanh Cho dù có chướng ngại Thì chúng ta cũng phải có cách để mà phá bỏ Vào thời mạt Pháp Đặc biệt là lối sống của xã hội hiện nay Đối với người tu hành Mà nói là Sự chướng ngại trùng trùng Sự cám dỗ Của danh lợi Ngũ dục lục trần Trong cái xã hội này quá lớn Có mấy người có thể chống lại được sự cám dỗ này Sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Thật sự có thể làm được Không khởi tâm, không đồng niệm Thật sự mà nói Ngoại trừ Phật và Bồ Tát thì hiện đến đây Phàm phu không thể làm được người xưa nói rất hay gần mực thì đen gần đèn thì sáng xã hội này là một cái thùng nhuộm lớn ô nhiễm thật nghiêm trọng rồi đâu có cái đạo lý nào mà không ô nhiễm chứ Có một số đồng tu Đang công tác trong ngành giáo dục Đến nói với tôi Lứa tuổi học sinh Biết dân lời dễ dạy nhất Là lứa tuổi nào Ba tuổi rưỡi Đại khái là ba tuổi rưỡi Đến bốn tuổi rưỡi Là lúc dễ dạy nhất Lớn hơn nữa thì không được rồi các vị đồng tu này dạy cho các bạn nhỏ học đệ tử quy học xong chúng có thể thực hiện được nhưng mà đến lúc được năm sáu tuổi thì không được nữa rồi chúng nhìn thấy ba mẹ của chúng không làm được chúng liền hoài nghi ba mẹ dạy cho con như vậy tại sao ba mẹ không làm được chứ Nếu như chúng đến trường học Nhìn thấy như bằng cùng trường Thầy cô giáo cũng không làm được vậy thì chúng không chịu học nữa đây là hoàn cảnh chung của xã hội ai là người có khả năng khắc phục cái hoàn cảnh chung này Chúng tôi Nghĩ đến Những sự việc này Nhìn thấy Tình trạng của xã hội hiện nay Không thể không làm cho người ta Thương cảm Không thể không thoái tâm Sau khi thói tâm Bản thân mình trở về nhà Đóng cửa lại niệm Phật Cầu giảng sanh Ngoài cái cách giải quyết này ra Có đi tìm cũng không tìm ra cách thứ hai Niệm Phật giảng sanh Cũng là độ chúng sanh Hiện thân thuyết pháp Ngày nay Họ tuy là Chưa thể tiếp nhận Lơ là không quan tâm Chẳng chút động lòng Đến khi họ sắp chết rồi Thì họ sẽ suy nghĩ lại Một người nào đó lúc ra đi tự tại như vậy Họ sẽ nghĩ đến Trong Phật Pháp thường hay nói Một khi nghe qua tai Mãi trồng thiện căn Bạn thể hiện cho họ xem Họ nhìn thấy rồi Một khi nghe qua tai Sẽ mãi trồng thiện căn Bạn đã trồng hạt giống Phật Vào trong A-lại giới thức của họ rồi trong cuộc đời này Nếu không thể thành thục Trong những kiếp sau Duyên đã chín mùi rồi Cái hạt giống này Sẽ khởi hiện hành Cho nên mấu chốt vấn đề là Tự hỏi chính mình Không nên đi hỏi người khác Chính bản thân nhất định phải làm cho đúng Như lý như pháp Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì trước tiên là thành tựu chính mình mới có thể cảm hóa người khác bản thân mình không thể thành tựu không khởi được tác dụng cảm hóa học phật đối với điều này nhất định phải có niềm tin vững chắc thì trong cuộc đời này của chúng ta Mới có thể có được chút ít thành tựu Cho nên chỉ thức Đều nên dừng Thì nhất định phải dừng Đều nên làm Thì nhất định phải làm Bất luận là dừng Hay là nên làm Trong sự việc này Phải nên học tịch tỉnh Học tịch tỉnh Là tu định bất luận là dừng hay là phải làm. Làm thế nào để tương ứng với tịch tĩnh? Ở trong sự dừng làm là không có phân biệt, không có chấp trước thì tâm mới có thể định lại được. Định sanh huệ có trí huệ bạn mới thật sự thông đạt hiểu rõ tất cả sự lý thiện sanh phước tâm địa lương thiện hành vi lương thiện thì bạn sẽ có phước báo nếu bạn muốn cầu được phước huệ vì thì trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn cố gắng tu tâm thanh tịnh. Tu tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm thiện. Vì chúng sanh, vì chánh pháp trụ lâu dài, không vì bản thân mình vậy thì liền có cảm ứng trong chú dạy của cư sĩ hoàng niệm tổ trích dẫn trong chỉ quán để giải thích trong chỉ quán nói pháp tánh vắng lặng là chỉ tịch mà thường chiếu là quán lại nói vô minh tức minh bất phục lưu động cố danh viết chỉ lãng nhiên đại tịnh hô chi vi quán cái ý nghĩa này rất sâu trên kinh Đại thừa phật cũng thường nói Phiền não tức bồ đề Thế là một Tâm Đã động Khởi tâm động niệm Tâm đã động rồi Liền sanh phiền não tâm không động Liền sanh Bồ Đề Bồ Đề là trí huệ Cái đạo lý này Người học Phật chúng ta phải hiểu Thấy sắc nghe tiếng Sáu căn tiếp xúc với sáu trần Ý niệm vừa khởi Bản thân mình lập tức phải phát hiện ra Tông môn đại đức thường nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm niệm khởi chính là khởi tâm động niệm đây là một hiện tượng tự nhiên nếu như cảnh giới hiện ra bạn không khởi tâm không động niệm vì bạn là phật tái lai rồi không phải là người phàm phu phàm phu khởi tâm động niệm đây là hiện tượng bình thường Điều quan trọng là Phải lập tức giác ngộ Bạn phải thường xuyên ghi nhớ Những lời này đã được nói trong chỉ quán Cảnh giới hiện ra Mà khởi tâm động niệm Phiền não cũng sẽ hiện ra Mê mà không giác Ta không khởi tâm động niệm Thì trí huệ hiện ra Làm thế nào Chuyển phiền não thành bồ đề Ở trong khoảng một niệm Một niệm giác mà không mê Thì phiền não chuyển thành bồ đề Sanh tử liền biến thành niết bàn Nhất chuyển, nhất thiết chuyển Phải chuyển cho nhanh Ở trong Chị quán có nói Trung đạo tức pháp giới Pháp giới tức chỉ quán Chỉ quán bất nhị Cảnh trí minh nhất Cái ý này nói rất là hay Đây không phải là cảnh giới của Phạm Phu Chỉ quán không hai Cảnh trí là một Đây là cảnh giới của ai Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát Mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói Chúng ta tuy là mới bắt đầu học Nên phải biết Nên chăm chỉ nỗ lực mà học Học ở chỗ nào Học ở trong cuộc sống hàng ngày Đây mới thực sự là luyện công Học ở trong công việc sự sự đối người tiếp vật tôi nói rất là đơn giản mọi người đều hiểu được học điều gì học không đối lập với tất cả mọi người không đối lập với tất cả sự việc không đối lập với mọi sự vật trên thực tế chính là lời của bồ tát phổ Hiện dạy cho chúng ta hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Bạn nên học điều này Đối lập thì sai rồi Đối lập là phiền não lớn rồi Ở trong pháp tánh không có sự đối lập Dĩ nhiên tìm không thấy sự đối lập bằng thấy ở trong pháp tánh không có lớn nhỏ Không có phạm thánh Không có sanh tử niết bàn Không có phiền não bồ đề Những thứ đó là đối lập nhau Chúng ta đọc được ở trong lục tổ đàn kinh lục tổ đại sư thuyết pháp thuyết pháp cho ấn tông ấn tông hỏi lục tổ thiền đình giải thoát nghe liền trả lời thiền đình giải thoát là hai pháp phật pháp là pháp không hai hai pháp không phải là phật pháp cái hai này là đối lập ở trong pháp tánh vĩnh viễn tìm không thấy sự đối lập vì thế pháp tánh được gọi là không thể nghĩ bạn bạn có tư duy tư duy nhất định là hai pháp nên bạn rơi vào trong tư duy lời nói cũng rơi vào trong hai pháp bạn mới có lời nói vào pháp môn không hai thì không thể nghĩ bạn cho nên tất cả là chân thật vì sao họ có thể vào được còn chúng ta thì không thể không vào được pháp môn bất nhị này là có nguyên nhân của nó chính là vòng tưởng của chúng ta quá nhiều rồi Phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là pháp môn không hai Đây là chỉ quán không hai Chính là trí cảnh nhất như Cái câu ở dưới đây Vô sanh, vô diệt thanh tất cả sự tất cả lý tất cả hiện tượng trong vũ trụ vốn là không sanh không diệt trên kinh nhân vương có nói tất cả pháp tánh thật sự là không không đến không đi không sanh không diệt trong rất nhiều kinh đại thừa phật thường nói nhất thiết chúng sanh ư ừ, vô sanh trung vọng kiến sanh diệt là cố ý nói rõ sự luân chuyển của sanh tử đây là nói lời chân thật với bạn nói lời chân thật như thế nào lời thật chúng ta nghe không hiểu nếu như nói với bạn tất cả pháp có sanh có diệt chúng ta đều sẽ gật đầu bạn nói hay đấy nếu nói tất cả Pháp không sinh không diệt Cái này nghe không hiểu Chân tướng Thật sự là Không sinh không diệt Hôm qua Chúng ta nói đến Các nhà khoa học nói Duyên khởi Cửa dạng vật Trong vũ trụ Hiện nay họ đã biết được Hiện tượng sanh diệt này không phải là hiện tượng thật Mà chỉ là một hiện tượng chuyển động của sống Rời khỏi sự chuyển động của sống Trong vũ trụ thật sự là Không có một pháp nào tồn tại Bao gồm cả hư không Thời gian và không gian Cũng thuộc về hiện tượng chuyển động của sống Cho nên tâm động rồi Tâm đã động Thì hoàn cảnh xuất hiện Tâm đã định rồi Thì những hiện tượng này đều không có Trong chứng đạo ca Ngài Thiền Sư Vĩnh Gia nói rất là hay Rõ ràng trong mộng có sáu cõi tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên mộng là gì là ý thức đang vọng động biến hiện ra cảnh mộng sau khi tỉnh dậy thì ý thức bị ý chí khống chế lại cánh mộng không còn nữa các hiện tượng vũ trụ ngày nay của chúng ta thực tại mà nói là hiện tượng ở trong mộng nhưng mà việc nằm mộng này không dễ dàng gì mà tỉnh lại giấc mộng này đến giấc mộng khác liên tục tiếp diễn cho nên rất là đau khổ đến lúc nào thì bạn mới tỉnh mộng lại đây bạn đã thật sự giác ngộ rồi thì sẽ tỉnh lại sau khi tỉnh lại thì mới biết được thật sự là không những không có đại thiên thế giới mà cả không gian và thời gian cũng không có cái cảnh giới sau khi giác ngộ là gì cảnh giới sau khi giác ngộ là pháp tánh trên kinh phật nói pháp tánh thân Pháp tánh độ Gọi là nhất chân Pháp giới Nó có tướng hay không? Cái tướng đó là tùy duyên mà hiện Có thể hiện tướng Mà cũng có thể không hiện tướng Nhưng tuyệt đối không có ý niệm Ta đang hiện tướng Vậy là ban khởi tâm động niệm rồi cái tướng nó hiện ra đó là vọng tướng chứ không phải chân tướng. Chân tướng thì không có ý niệm. Chân tướng có hiện ra không? Có hiện. Vì sao hiện? Vì cảm ứng. Chúng sanh có cảm. Phật Bồ Tát có ứng. Ứng là điều tự nhiên. Cảm. Có hữu tâm, có vô tâm, nhưng ứng thì nhất định là vô tâm. Ở trong ứng nhất định không thể nói là hữu tâm Cũng không nói vô tâm Cái sự việc này Các nhà khoa học hiện nay Đã làm thí nghiệm trên thực vật Trên khoáng vật Và chứng minh được Phật Bồ Tát ứng hiện trong mười pháp giới Vô lượng vô biên thân độ đó là ứng hiện Xác thực là Không có chấp trước Ứng hiện Ở trong ứng hiện không có sanh diệt Tại vì sao không có sanh diệt vậy? Khi tốc độ nhanh Thì chúng ta không có cách nào biết được Có thể nói là Sinh diệt cùng một lúc Sinh diệt cùng một lúc Cái tướng sinh diệt này Bạn không nhận ra được Vì tốc độ quá nhanh Trong Kinh Nhân Vương Phật nói cái trường hợp này Chúng ta có thể tính ra được Trong một giây Có khoảng 216.000 lần Sinh diệt điều này là như lai phương tiện nói chứ không phải là chân thật nói tôi giảng phẩm thế chủ diệu nghiêm trong kinh hoa nghiêm cái phẩm kinh này rất dài vẫn là giảng ở singapore tôi vẫn nhớ là giảng cái câu kinh văn này Hình như là giảng 7-8 giờ đồng hồ Thực tại tốc độ là quá nhanh Tôi giảng cho mọi người là Không có dùng Kinh Nhân Vương Bởi vì Kinh Nhân Vương Số lượng từ quá nhiều Tôi chỉ dùng cho mọi người lúc bình thường Đều có thể hiểu được hơn nữa Không có hoài nghi Tôi dùng tốc độ của ánh sáng Tốc độ ánh sáng Những người học khoa học hiện nay đều biết Tốc độ của ánh sáng Trong một giây là 300.000 km Ánh sáng đi được 1 km Là một phần 300.000 của một giây một phần ba trăm ngàn của một giây ánh sáng đi được một km so với kinh nhân dương thì vượt trội hơn quá nhiều bạn hãy thử nghĩ lại xem ánh sáng đi được một km là một phần ba trăm ngàn của một giây nếu nó đi được một mét đi được một tấc đi được một phân Đi một phần mười của một phân Một phần trăm của một phân Một phần mười ngàn của một phân Thì bạn mới hiểu được Trong Kinh Nhân Vương là Thích ca mâu Ni Phật phương tiện mà nói Không phải là chân thật nói Giới trí huệ của Phật Đối với Chân tướng của tất cả dạng sự, dạng vật Trong cái vũ trụ này Quá thật là hiểu được vô cùng thốt triệt Ngài đã dùng cách gì để mà biết được Sự thiền định rất sâu Nên tại chỗ này có nói là Chỉ tức tịch tỉnh Nên có thể thật sự Nhìn được tất cả Pháp không sanh không diệt các vị nên biết nếu như tất cả các pháp thật sự là không sinh không diệt bằng nói không sinh không diệt thì có phải là phí lời rồi không chân thật là có sinh diệt có sự sinh diệt nhưng bạn không nhìn thấy sự sinh diệt của nó bởi vì là sinh diệt cùng một lúc nó thật sự là có sinh diệt không phải là không có sự sinh diệt điều này tỉ mỉ mà quan sát tỉ mỉ mà thể hội thì sẽ hiểu được chân tướng của nó sau khi hiểu được rồi thì sẽ biết cái hiện tượng này là hư uyển thời gian tồn tại ngắn vô cùng bạn không có cách gì để tưởng tượng ra những hiện tượng ngày nay chúng ta xem được thì những hiện đó chính là tướng tương tục mà nhận thức lầm cho rằng nó là tướng chân thật chúng ta sai là ở chỗ này cho nên tất cả pháp đương thể dây không không thể nắm giữ được đây mới là sự thật cho nên thật sự hiểu được sự thật thì tự nhiên bạn sẽ buông xả được bạn không còn chấp trước Tâm địa của bà sẽ thản nhiên Thanh tịnh Dần dần Mà đến gần với cảnh giới đã chứng đắc của chư Phật Bồ Tát Đây là cảnh giới tốt Đối với tất cả ngũ dục lục trần của thế gian Nhất định không được Tham nhiễm nữa vì sao vậy? sự thật giống như trên kinh kim cang đã nói, phàm có tướng thì đều là hư vọng. trong kinh bát nhã cũng có nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. nhưng mà hiện tượng của tất cả pháp tùy tâm ứng lượng trong kinh lăng nghiêm cũng nói câu nói này không chỉ là nói cho cảnh giới của như lai pháp thân bồ tát mà đối với phàm phu chúng ta có điều gì là không đúng cùng chư phật như lai đâu có khác nhau không giống nhau ở chỗ nào chư phật như lai thì giác còn chúng ta thì mê Ngoài sự giác và mê ra Phạm cùng thánh Không hai Khác nhau ở chỗ giác và mê Người đã giác ngộ Thì họ được tự tại Người mà mê mất tự tánh Thì không được tự tại Khác nhau là ở chỗ này Tiếp tục nói đến Thập lực Vô ý thanh Đây là hiện tiền đức năng Trên quả địa của Như Lai. Chúng ta phải hiểu được những điều Như Lai có được mỗi cá nhân chúng ta đều có. Tiên kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của như lai nhưng bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc chúng ta khác với chư phật là ở chỗ này trí huệ của như lai thì viên mãn thật sự là không có điều gì mà không biết Tất cả chúng sanh Trong tâm đang suy nghĩ điều gì Ngài đều biết Chúng ta đọc kinh Vô lượng thọ Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Người mà giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Tuy là đới nghiệp giảng sanh Nhưng mà nhận được sự gia trị của hai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật Năng lực tác dụng của các ngài Cũng giống như Thất địa Bồ Tát Điều này không thể nghĩ bàn Thiên nhãn nhìn thông suốt đến thế giới tây phương cực lạc phạm vi tầm nhìn mở rộng mắt nhìn không có sự chướng ngại ở thế giới tây phương cực lạc bạn có thể nhìn thấy con người ở trên quả địa cầu này những bạn bè người thân của bạn đang làm gì rất là rõ ràng chúng ta không nhìn thấy họ nhưng họ nhìn thấy chúng ta chúng ta ở chỗ tối tâm này cho nên nhìn không thấy họ nhưng họ nhìn thấy ta ở chỗ tối tâm họ cũng thấy rất rõ thiên nhãn nhìn thông suốt thiên dĩ nghe thấu suốt chúng ta nói chuyện thì thầm với nhau nhưng họ nghe được rất rõ bằng giấu được ai chứ chúng ta mà khởi tâm đồng niệm tâm họ biết hết họ có tha tâm thông chúng ta khởi tâm đồng niệm họ đều biết cho nên nếu chúng ta khởi lên một ý niệm bất thiện là dối gạt người không gạt được phật bồ tát phật bồ tát biết hết tất cả biết rất rõ ràng cho nên chúng ta tu hành có thành tựu hay không Bản thân chúng ta chưa nắm chắc Phật và Bồ Tát nhìn thấy được rất rõ ràng Lúc bạn thật sự đã thành tựu Các ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn Bạn chưa có thành tựu Thì các ngài sẽ không đến Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật